Không, cô đừng có vô đây nữa. Bây giờ cô lạc chú bác cái cây cốt. Đạo đức là từ đâu? Đạo đức là từ gọi như là cách giao tiếp. Nhưng mà cô chưa vô xin phép nhà nhà ta mà cô đến thì như vậy là đạo đức thế nào? Đạo đức là từ cách giao tiếp. Giao tiếp không được mà sao đạo đức? Nói đi. Chị Hồng Loan á rất là bực bội luôn, ấn sự rất là bực bội luôn. Bây giờ là mời cô ra khỏi mộ cậu thôi. Thẳng ơi, mời cô ra chứ không là đuổi, mà mời ra đàng hoàng lịch sự. Biến nữa hả? Biến nữa hả? Thôi mời ra thôi, mình lịch sự xuống lớn tuổi rồi. Dạ dạ ok. Rồi chúc cô thật nhiều sức khỏe nha. Mời cô ra khỏi nhà khỏi mộ cậu. Mời thôi. Ráng về tu với cô. À. Không nói không rằng gì hết. A Di Đà Phật. Mô Phật. Đó, anh đây bực bội nè. Tu làm gì cái lỗi của bà? Đó. Rồi. Tăng ni á thì không lo giữ giới, chứ tăng người ta họ giới tỳ kheo người ta còn chưa có quyền lên đây. Đúng rồi. Bà chư ni bà không lo giữ giới bà lên đây làm gì? À. Đúng. Bà tu hành ai cho bà đeo nữ trang, bà đeo đùm lum tà la như vậy giới nào? Bà không có giới bà lên bà giữ. Rồi. Đúng rồi. Bà có biết ý nghĩa tu hành là gì không? Đúng. Hả? Bà đi tu á là bà biết nhiệm vụ của người đi tu là gì không? Làm trưởng tử Như Lai, người ta thọ giới tỳ kheo, người ta đi học kinh học kệ, truyền thừa giáo pháp, xây dựng chùa chiền, cho con cháu đời sau người ta có cái người ta nương theo. Còn bà đi tu bà làm cái gì? Đúng. Bà đi lên đây bà gạ gẫm mê tín gì đâu, bà lừa người này lừa người kia, bà kiếm tiền mà dụ người ta vậy. Đúng. Đúng. Có đăng ký giấy tờ không? Đúng. Hay là bà tu dạo? Cầm cái thứ quỷ ma mà mờ. Quá hay, quá hay. Bà mà mò lên đây nữa có ngày chúng nó quánh bà nhặt đi bà hết. Tụ má sẽ có quỷ không mày. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Tôi bỏ chạy thôi. Chạy không có giới thì như dạy ai? Đúng rồi. Nhiệm vụ của chư tăng ở trong chùa là cái gì? Là người ta đi học kinh kệ, rồi cái truyền thừa cái đó lại cho người đời ở ngoài đó. Rồi đàn na tín thí ở ngoài họ đi làm, họ không có thời gian đó ở trong chùa truyền thừa học kinh kệ, thì họ mới cúng dường tiền bạc hỗ trợ cho chư tăng chư ni có cái xây dựng chùa chiền in ấn kệ này kia, để cho đời sau mình mới có cái. Thì tới ngày hôm nay mới còn đậu Phật là nhờ như vậy. Dạ. Chứ không là nó tiệt chủng như khủng long rồi. Em trai này là anh trai không có khác anh. Anh trai ở đây là có tu trong chùa nghe. Em trai là chia sẻ ta, đúng không mà cô lớn chị? Đúng đúng là đó là đúng. Đúng rồi các cô. Mình không có khắc khe với anh trai này trước có tu rồi cô. Anh nói đi đã rồi. Nhưng mà mình phải hiểu là cái người đi tu cái yêu cầu đầu tiên á là phải thuộc kinh thuộc kệ. Tại vì nhiệm vụ của anh có thể là anh học cái kinh kệ. Tại sao Đức Phật có tới 8.000 kinh? Là tại vì phù hợp căn cơ trí tuệ của từng người. Anh thấy ngoài xã hội có người khôn người ngu không? Cái thằng ngu thì cái kinh cao quá làm sao nó học ngộ được, thì bắt buộc nó học cái kinh thấp hơn. Cái nhiệm vụ mình đi tu là mình phải học thuộc hết từ thấp tới cao, để khi mà mình gặp từng người mình nói mình giảng, người nào hiểu được cái gì ngộ được cái gì là tùy vào căn cơ duyên của họ. Nhưng bắt buộc cái đầu tiên của người đi tu á là phải thuộc kinh kệ trước. Giống như là một người nghệ sĩ đó, anh muốn hát, anh muốn nổi tiếng, cái điều đầu tiên không phải là anh đẹp, anh hát hay, mà là anh phải thuộc lời. Đúng không? Anh hát, anh không có chất giọng bây giờ, nhưng mà anh không thuộc lời anh cũng không làm được gì chứ. Cho dù anh giờ nói là đợi gọi là chú Vũ Linh đi hát hay như chú, mà chú không thuộc lời chú hát được không? Đi tu cũng vậy, không thuộc kinh thì tu cái gì? Giới không giữ thì khuyên được ai? Đúng rồi đó anh. Hồi nãy có một khán giả hỏi kinh đó mà bà không biết đọc. Chú đại bi kinh Lăng Nghiêm. Rất là nhiều người ơi. Hay quá. Em đây vẫn thấy mà. Trước kia là anh tu ở chùa nào mấy năm anh? Anh có anh chỉ là anh tên gì anh ơi? Là em đi xuất gia là xuất gia báo hiếu thôi. Tại vì bên đạo Phật nó có rất là nhiều nhánh, nó có Nam tông, Bắc tông, Tịnh độ đầy đủ khất sĩ này kia. Nhưng mà tất mọi người nên hiểu là những cái thứ đó nó chỉ là pháp môn của Đức Phật. Tất cả đều có một con đường đến giải thoát của nó hết. Nhưng mà nó tùy vào căn cơ trí tuệ và hoàn cảnh của sự tiếp xúc của mọi người thì chọn một pháp môn phù hợp với mình thôi. Đúng không? Có người họ không thích đọc kinh thì họ chọn bên thiền tông, họ ngồi thiền.
nhưng mà tất cả nó đều là giải thoát. Còn tu á, là mình ở đây cũng tu nè, như chị tu nè, em tu, anh chị ở đây ai cũng tu được á. Ví dụ như anh thấy người ta gớt đầu anh lượm anh trả lời người ta, anh cũng đang tu vậy, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh thấy chuyện sai anh nhào vô anh giúp đỡ người này, anh bảo vệ người kia, nó cũng là anh tu tập vậy. Tu đó là như vậy, tu thân dưỡng tính. Dạ. Anh nhà anh báo hiếu với cha mẹ đó cũng là tu vậy, chứ đâu phải ở trên chùa cả cái đầu chọc lóc mặc đầu lam mới là tu. Đúng. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thôi thôi. Nói cả nhà. Thôi thôi. Ở đâu mà xem những cái chai này quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Quý quá, quý quá. Người có hiểu biết. Hiểu biết. Pháp về giáo hội. Nói đến trai anh bức xúc cái gì anh nói hết bữa nay luôn, anh bức xúc cái gì nói hết luôn. Kiến kiến ngồi ngồi trong, ngồi trong, ngồi trong. Anh bức xúc cái gì bữa nay anh nói hết luôn anh. Bà con ủng hộ anh quá trời luôn. Bà con vòng vòng ở đó luôn á. Định nhau như cần thầy đúng không? Bây giờ khán giả đây, người ta nghe được anh nói thì đúng là đồng ý luôn rồi người ơi. Đồng tình luôn. Đó, bả đi luôn rồi. Thôi bà vô đó đó. Bà cũng vô đó. Lại mình ca. Định vòng vô nữa là bà. Anh cứ xúc nghiệm đó tiếp cho anh. Anh ạ. Thưa cô nói là giữ khác không giữ hồn là cái ý nghĩa như thế nào anh biết ơi, ý nghĩa đó mặt cho mọi người ở đây. Thực ra tụi em hiểu nhưng mà tụi em không biết cái dịp trình bày, nhưng mà nhờ qua những cái lời nói của anh bà đó chắc chắn là bà sẽ có suy nghĩ khác về anh. Có nghĩa là bà sẽ rất là như là tôn trọng anh ấy. Có nghĩa là anh dùng những cái lời em nói thật á, nếu như em mà là người nhà của chị Loan á, em sẽ lấy cái clip mà bả liêu rộng cái vỏ mồ cái mồ á. Yeah. Em kiện bả lên giáo hội Phật giáo rồi. Yeah. Cho giáo hội Phật giáo xử lý bả, trục xuất bả khỏi tăng đoàn. Yeah. Còn nếu như mà bả không có trong tăng đoàn, không thực sự đi tu á, thì em sẽ kiện bả trực tiếp ra pháp luật. Là cái thứ nhất là cái tội lừa đảo, sử dụng hình ảnh Phật pháp để mà đi lừa đảo lòng tin người ta chiếm đoạt tài sản. Yeah. Bây giờ thử đăng lên bao nhiêu người bị bả chiếm đoạt tài sản, bả lừa đảo rồi, người ta tố cáo bả đầy kìa. Vậy là em cũng biết về bà đó bảo không? Thôi mọi người rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Anh có thể nói tên được không? Tại vì em cũng rất quý anh đó. Anh tên gì anh ơi? Thôi chị ở đâu? Hôm nay em bắt công mà nói những lời khán giả là rất muốn nói luôn. Cảm ơn chú thì em mới nói. Dạ, bức xúc rồi, anh trai này bức xúc quá, nói hết tất cả rồi cả nhà ơi. Rồi. Về hiểu về đạo Phật. Thì đó là chia sẻ của anh trai này khi mà thấy sư cô đến một năm lần thứ hai cả nhà, không biết làm chuyện gì. Nhưng mà đã chặn ngăn chặn không cho sư cô vào bên trong cô chú anh chị. Thì anh trai cũng lên xe ra về cô chú anh chị. Đó. Ở đây mọi người rất là bức xúc luôn. Đây mọi người quá trời quá đất rồi, không ngờ là sư cô này quay trở lại luôn cả nhà. Đòi vô bên trong mộ thì không biết để làm cái gì, nhưng mà ở đây mọi người đều ngăn cản lại, đều không cho vô bên trong. Đây nha bà con cô bác đó, đông bà con đến đây. Không nghĩ là bà đây sẽ đi đến đây lần nữa luôn á. Cả cộng đồng mạng nó đều bức xúc hết, chứ ngoài kia là mà chồng em cũng mà rất là nguyên cả ngoài trong nước và ngoài nước. Chứ cô nghĩ là sao vậy? Dạ, hồi trước là đến đây giọng ngộ cậu đó là quá nhiều người bức xúc luôn. Đó tàu lao vậy? Dạ. Thì là đó tàu lao rồi, đó là tu rồi. Người nhà ở đây là có tôi không cho bà gì. Là bà đó đó hả? Dạ. Thì mình đuổi ra khỏi luôn. Dạ, nãy đuổi không cho vô đây luôn. Gặp mẹ em lên sớm đừng gặp bà mẹ em nói chung là. Thôi bây giờ chị Hồng Loan tới. Chị Hồng Loan tới bên kia kìa. Chị Hồng Loan. Con đi ra chị Hồng Loan cho biết chị Hồng Loan.